MC Mỹ Ngữ biết không nha? MC Mỹ Ngữ, Mỹ Ngữ là đọc sách nhiều nè, nghiên cứu nhiều nè, chắc hỏi đúng người nè. Dạ chưa được nghe chủ đề này là lãnh đạo ơi, hôm nay phải nghe mới được. Phải nghe mới được ha. Nói chung thì những cái buổi như thế này thì mình cũng mang tính chất gọi là rất là phổ thông thôi ha. Những cái thông tin kiến thức mang tính chất rất là phổ thông để phục vụ cho tất cả quý cô chú anh chị của mình. Mình biết cái lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của mình rồi, không có cần gì gọi là phải chuyên chuyên gia chuyên sâu, chuyên môn. Nó sẽ thuần phổ thông, rất là phổ thông để cả nhà mình có thể hình dung, có thể hiểu. Tuy nhiên con người mình có một cái điều nó đôi khi mình nghĩ lại mình cũng thấy nó hơi là lạ, đó là mình cứ thích đi ra ngoài mình khám phá mọi thứ ở bên ngoài thế giới, nhưng mà ngay chính bản thân mình đó, cái sức khỏe, cái cơ thể mình, cái cơ quan bộ phận của mình đôi khi mình cũng chẳng biết nó như thế nào đâu, đúng không ạ? Ngay cả là nó ở vị trí nào trong cơ thể đôi khi mình cũng chưa có biết đó. Mình chưa có biết mình mà, và mình cũng cũng không có để ý để mình tìm hiểu, không có để ý tìm hiểu, trong khi mình rất là hào hứng với cái việc đó là mình sẽ ra ngoài mình khám phá, mình tìm hiểu mọi thứ ở bên ngoài, nhưng mà chính mình cũng như là cái cơ thể mình, cái sức khỏe của mình là cái nơi có thể là gọi nói là duy nhất, là nơi để mình sống cả cuộc đời. Tuy nhiên đôi khi mình cũng rất là hờ hững với chính mình, và mình cũng không có tìm hiểu, cũng không có, đôi khi mình còn lạm dụng và có những cái thói quen, có những cái cách ứng xử mà nó không không tốt cho chính mình nữa. Thì ngày hôm nay sức khỏe về gan thì nó thuộc cái hệ tiêu hóa, và khi nói về cái hệ tiêu hóa thì em Điệp cực kỳ quan tâm và thích cái chủ đề về hệ tiêu hóa. Và hôm trước thì mình cũng có nói về chủ đề hệ tiêu hóa, đúng không, liên quan về sức khỏe của đường ruột, đúng không? Ruột non, ruột già, đúng không ạ? Ở cái chủ đề liên quan về lợi khuẩn của một cái buổi dinh sáng, tức là cũng liên quan về cái hệ tiêu hóa. Thế thì ngày hôm nay mình nói về sức khỏe của lá gan thì cũng là một bộ phận của hệ tiêu hóa. Và nói về hệ tiêu hóa thì là một cái chủ đề, là một cái hệ cơ quan, là cái lĩnh vực sức khỏe mà em Điệp rất là thích luôn. Và khi mình tập trung về cái sức khỏe của hệ tiêu hóa thì lúc này mình cùng nhìn lại cái sản phẩm, những cái sản phẩm mình đang dùng, đang chăm sóc sức khỏe mình mỗi ngày, cũng như là mình đang đi chia sẻ để chăm sóc cho nhiều người, mình thấy là sản phẩm cực kỳ tiềm năng và cực kỳ tuyệt vời cho cái hệ tiêu hóa nói chung của mình. Và từng thành phần của sản phẩm nó sẽ liên quan tới từng cái cơ quan của cái hệ tiêu hóa đó nữa. Và đó là lý do mà tại sao mà mình mở rộng hơn rất là nhiều, không riêng vì về cái sức khỏe ở tại đường ruột thôi, mà mình còn tìm hiểu thêm về sức khỏe của lá gan ngày hôm nay, ha, là nó một trong những cái cơ quan cực kỳ quan trọng thuộc cái hệ tiêu hóa. Và hệ tiêu hóa thì nhà mình có thể kể ra đâu đó nó khoảng 10 cơ quan, 10 cơ quan thuộc cái hệ tiêu hóa, và trong đó gan là một cái cơ quan rất là quan trọng. Thì ngày hôm nay thì em Điệp không có chiếu slide. Không chiếu slide ha. Những cái chủ đề liên quan về sức khỏe như thế này á thì em Điệp sẽ sử dụng giấy A4 với cả nhà mình ha. Em Điệp sẽ spotlight cái giấy A4 của mình lên, mình thấy cái tờ giấy A4 đó, và mình em Điệp sẽ mô phỏng về cái cơ quan là hệ tiêu hóa là gan đó, và mình sẽ nói chia sẻ với cả nhà những cái đặc điểm chính về gan. Rồi cũng như là những cái vai trò chính của gan, để mình từ đó mình thấy cái chăm sóc sức khỏe về lá gan cực kỳ quan trọng. Và vô hình chung mình sẽ thấy đó là mình nhìn lại từ trước giờ đôi khi mình đối xử với gan nó thật sự hơi bị rất là hờ hững, hơi hơi bị bạc bẽo. Và gan mình cảm nhận giống như là một cái người yêu của mình mà cái người yêu này lúc lúc nào cũng cho đi với chứ, lúc nào cũng chiều mình chứ, mà đôi khi mình là có lúc thì mình yêu cái lá gan của mình, mình yêu cái người yêu là lá gan, nhưng mà có đôi khi
mình sẽ rất là nhiều lần mình giận dỗi, hay là rất là nhiều lần mình đánh, mình làm đau cái lá gan mình luôn. Tức là nhưng mà cái lá gan này á, là một cái người yêu đó của mình á, luôn luôn trung thành, luôn luôn theo mình, luôn luôn chiều mình. Và chính vì vậy á, đôi khi mình không biết à, mình và vì lý do đó mình không thấy quý, không có thấy trân quý và gìn giữ. À, và thông qua cái việc rất là đơn giản hàng ngày thôi, à, một cái cơn nóng giận, hay là một cái thức ăn thức uống, hay là một cái viên thuốc đó, đôi khi vì mình thiếu hiểu biết, à, mình thiếu thông tin, thiếu hiểu biết, thì vô hình chung mình đã làm hại đến cái sức khỏe của lá gan của mình rất là nhiều luôn. À, và dù cho mình có đối xử với cái lá gan như thế nào thì lá gan nó vẫn vẫn theo mình, nó vẫn chiều theo mình. Nhưng thật sự thì cái gì nó cũng có một cái giới hạn, đúng không ạ? Khi mà qua cái vượt quá cái giới hạn của cái sức chịu đựng của lá gan thì sẽ có một cái hồi chuông à, báo cho mình. Và khi cái hồi chuông này đã báo lên thì gần như là mình sẽ còn rất ít cơ hội để đồng hành với cái người yêu là lá gan này của mình. À, à, thì đó là lý do à, à, rất là quan trọng về cái sức khỏe lá gan. Do đó là tối ngày hôm nay mình sẽ có một buổi trò chuyện như vậy để trước tiên là hướng đến đó, là giúp cho à, tất cả chúng ta là những người làm về cái mảng chăm sóc sức khỏe. Đầu tiên là mình phải nhận thức được, có thể trước đó mình nhận thức nó chưa có chuẩn xác, thì bây giờ mình nhận thức cho nó chuẩn xác hơn để mình chăm sóc sức khỏe của chính mình, của gia đình mình, và hướng đến à, một cái sứ mệnh có thể nó rộng hơn, đó là chăm sóc cho cộng đồng xung quanh của mình, đó gọi là cộng đồng khách hàng của mình. Ok, cả nhà, và từ đó cả nhà mình sẽ tâm đắc hơn rất là nhiều về những cái sản phẩm mà mình đang dùng. À, cả ba sản phẩm của mình đang dùng đều, mỗi sản phẩm đều có những cái thành phần, đều có những cái góc độ chăm sóc sức khỏe hệ tiêu hóa hết. Bởi vì đây là một cái hệ cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe cơ thể của mình. Rồi, cả nhà mình thấy từ giấy A4 đúng không ạ? Giờ tối nay cả nhà mình tập giấy hình em đẹp nha. Thực sự em đẹp quá, về cái khâu mà chữ viết á, với lại hình vẽ là cực kỳ dở luôn nha. Cực kỳ dở luôn, có thể nói là dưới trung bình luôn đó, viết chữ rất là xấu luôn ha, chữ dược sĩ mà cũng xấu, cũng cỡ tầm bác sĩ. Vẽ hình thì thôi, cố gắng nhìn nghe cả nhà, nói chung là mình cũng tập tành, tại mình học trên slide và nhìn chữ đôi khi nó cũng hơi nhàm nhàm đúng không ạ? Do đó là mình đổi một chút xíu, mình học cái kiểu mình gọi là đồ hình đúng không ạ? Rồi đây nhà mình sẽ vẽ một mô phỏng một cái lá gan đi ha, mô phỏng một cái lá gan đó, vẽ cũng hên xui lắm nha đó, có khi vẽ ra cái hình lá gan mà có khi vẽ mới ra cái hình gì luôn đấy. Lá gan đó, đây là gan của mình. Nhà mình có hay nghe nói là gì giận tím cả ruột gan không, giận băm cả ruột gan? Tại sao giận mà bầm mà tím cả ruột rồi cả gan đó, nghe mình hình dung nha. À, đây là lá gan của mình đúng không? À, cả nhà mình thấy á, cái lá gan của mình á, có thể nói á, là một cơ quan mà có cái trọng lượng lớn nhất cái cơ thể của mình, đâu đó nó chiếm tầm khoảng 1/3, 1/4 đến 1/6 cái trọng lượng và kích thước lớn ở trong cơ thể của mình, là một cơ quan nha. Rồi mô phỏng chút xíu rồi một cái đoạn này cái này cái này nó lại gì ủa đúng không ạ? Muốn này là ngắm gì không, muốn về già này là mình đã cuộc già nè, nhú này là biết gì không, nó là ruột thừa rồi. Cái đoạn này mình gọi là đại tràng nè, cái này mình gọi là ruột mô phỏng nha, nó sẽ không có giống như hình ở trên bao bao bon mình nhìn đâu. Nhưng nhớ nhà này hình dung nó là ruột thừa đó. Nhà biết tại sao gọi là ruột thừa không?
Thừa tức là cơ thể mình không cần nè. Nó giống như là một cái điểm điểm báo, một cái điểm cảnh báo trong cơ thể của mình đó. Tuy nhiên cái ruột thừa này nó sẽ nó liền trong cái ruột, và nó tức là nó thuộc cái hệ tiêu hóa, nhưng nó không đảm nhận cái vai trò tiêu hóa. Do đó cái từ thừa là mình hiểu là nó thừa về cái chức năng tiêu hóa, nó không có tham gia vào chức năng tiêu hóa nên mình gọi là ruột thừa ha. Rồi giờ mình tập trung về về cái chỗ lá gan thôi ha. Trong cái lá gan này mình quan tâm về cái quan, đó là mật, mật ở đây là gọi là mật nghe nha, mật. Và nằm nằm cạnh đây mình biết là cái gì không ạ? Và cái dạ dày, cái bao tử của mình đó. Nên là tối ngày hôm nay mình không có nói cái phần bao tử thôi, mình thổi mô phỏng cái bao tử, cái dạ dày của mình. Và nó còn có một cái cơ quan rất là quan trọng mà gắn liền với gan, đó là tụy. Cái nhà mình biết cái tuyến tụy không ạ? Tuyến tụy nó giống 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 như là cái hình chiếc lá vậy đó, cái xấu đó nha, mình gọi là tụy đi, tuyến tụy. Nhà mình biết học môn tuyến tụy không? Mấy ngày nay mình thấy cái chủ đề của sản phẩm trên cái nắp lon là gì ạ? Là liên quan về hệ đường huyết không? Nhân cái ngày về đái tháo đường thế giới á, thì cái tuyến tụy này là đảm nhận cái vai trò tiết ra cái hormone để làm giảm đường cho mình nè. Đó, đây là cái tuyến tụy, nó có cái hình chiếc lá như thế này. Nhưng mà tuyến tụy này nó có hai chức năng lận, một là chức năng tiêu hóa, hai là chức năng làm tiết ra hormone làm giảm đường đó. Thì vì ở đây mình đang nói cái gan này thì nó cũng liên quan tới cái chức năng tiêu hóa của tuyến tụy này nè. Tuyến tụy này nó sẽ tiết ra các cái enzyme tiêu hóa, để mà cùng đổ vào vào dưới cái ruột của mình à, để giúp cho cái quá trình tiêu hóa. Rồi như vậy thì cả nhà mình hình dung nha, gan là một cái cơ quan có cái kích thước, cái trọng lượng lớn nhất của cơ thể của mình, khoảng ký tư đến ký sáu, à, nên khoảng 1 ký 4 đến ký 6. Và về gan thì người ta nói nó thật sự nó cũng còn có rất là nhiều cái điều bí ẩn, nhưng mà đâu đó về góc độ khoa học đó thì cũng có thể nhận thấy và rằng á là gan đảm nhận đâu đó khoảng 500 chức năng, 500 vai trò chức năng về chuyển hóa bên trong cơ thể của mình. Trong cơ thể nhà mình tưởng tượng về 500 vai trò chức năng đó là nó sẽ khủng khiếp như thế nào. Và những cái điều đặc biệt ở ở gan tiếp theo đó là gì vậy? Là nhà mình có nghe nói là ghép gan không ạ? Và cái người hiến gan đúng không ạ? Người có người thì sẽ bị phẫu thuật cắt một nửa gan, hoặc là 1/3 gan, 1/4 gan, hoặc là người ta sẽ hiến một nửa gan gì đó cho cái người nhận cần phải phải ghép. Tức là tại sao cái người mà bị bệnh về gan á thì người ta thuật cắt đi một phần của gan. Thế thì mình thấy cái cuộc sống của cái người đó nó diễn ra rất là bình thường, sinh lý rất là bình thường đúng không ạ? Bởi vì gan có một cái đặc điểm rất là quan trọng so với các cái mô khác ở trong cơ thể của mình, đó là gan có cái khả năng là tái tạo lại cái nhu mô bị mất khi mà cái lượng tế bào, cái lượng đi á, mà nó dưới 25%, dưới 25% á, thì cái nhu mô gan mới có thể được tạo ra, có thể được phục hồi sau đó với cái khoảng thời gian là khoảng 6 đến 8 tháng. Thì cái lượng tế bào, cái lượng mô gan đã bị mất đi đó, nếu mà nó dưới 25% nhiều hơn nữa thì cái khả năng mà tái tạo phục hồi nó kém. Nhưng mà khi mà cái sự khối lượng gan mà bị hao hụt dưới 25% á, thì cái gan còn lại của mình á, nó có một cái khả năng đó là tái tạo lại thành cái nhu mô mới với cái thời gian là đâu đó khoảng 6 đến 8 tháng. Đó, mình thấy cái đặc điểm này của gan rất là tuyệt vời đúng không ạ? À? Và chính vì vậy mà trong cái lối sống của mình á, đôi khi đó là mình xử không có tốt, rất là tệ đối với gan của mình. Nhưng mà gan nó vẫn gánh chịu, vẫn liên tục làm việc và gánh đi phần việc của những cái tế
tế bào đã bị tổn thương, bị mất đi, bị tổn hại, gánh hai cái phần việc đó, làm việc thay những cái tế bào gan bị chết đi, bị mất đi. Đó là một cái điều rất là hay của gan, nhưng mà ngược lại nó cũng điều dở, bởi vì sao ạ? Những cái tế bào gan còn lại nó sẽ làm việc gánh việc cho những cái tế bào gan bị tổn thương, bị chết đi đó. Thế thì bản thân mình sẽ không biết được, không nhận biết được gan mình đang có vấn đề, nó đang bị suy giảm, nó đang bị bệnh, bởi vì những cái tế bào gan còn lại nó đã gánh việc. Cũng như là một cái đặc điểm nữa của tế bào gan đó là ở của mô gan này đó, là không có sự phân bố về các cái dây thần kinh cảm giác, là của tế bào thần kinh cảm giác. Do đó là những cái tổn thương ban đầu ở trên gan đó, thì nó sẽ không có biểu lộ, không có bộc lộ ra cái triệu chứng nó rõ ràng để nó cảnh báo mình, để mình nhận diện, mình nhận thức được, để mình có cái hành vi thay đổi đối với sức khỏe của cơ thể của mình, cũng như là đối với sức khỏe của lá gan. Vậy thì mình thấy những cái đặc điểm này của gan rất là hay đối với cơ thể của mình, đúng không ạ? Có khả năng tái tạo lại cái nhu mô mới, rồi sẽ những cái tế bào còn khỏe sẽ làm việc thế cho những cái tế bào bị bệnh, những cái tế bào gan bị tổn thương, cũng như là không có cái sự phân bố của dây những tế bào. Do đó những cái tổn thương giai đoạn đầu sớm thì mình không biết được, hay mình không nhận diện, mình không biết được, bởi vì không có bộc lộ cái triệu chứng ra cho mình. Và chức năng cái của gan thật sự nó vẫn đang là một cái ẩn số. Tuy nhiên khoa học cũng đã nghiên cứu và thống kê được đâu đó có khoảng 500 cái vai trò sinh lý chức năng của gan, riêng biệt luôn, riêng biệt về chức năng của gan. Vậy thì mình cùng tìm hiểu về cái chức năng quan trọng của gan là gì ha. Thì nãy giờ em Điệp cũng có nói một số cái đặc điểm về về gan rất là đặc biệt, thì của cả nhà mình có thể ghi lại ha. Đôi khi những cái điều này mình sẽ nói chuyện với khách hàng của mình đó, khi họ không có thông tin kiến thức liên quan đó, thì họ không có nhận thức được cái tầm quan trọng của sức khỏe về gan đối với sức khỏe tổng thể cơ thể như thế nào. Thì mình nói những cái điều này lên để hình dung là sẽ có những cái cách thức ăn uống sinh hoạt như thế nào để bảo vệ, để bảo tồn cái sức khỏe gan của họ, cũng như là những người mà đã có bệnh lý rồi, đã có những cái triệu chứng liên quan bệnh lý rồi, thì càng phải chăm sóc sức khỏe về lá gan của mình. Một cái điều quan trọng hồi nãy của gan mà em được có nói, nó là nó sẽ không có tế bào thần kinh giác của nó, một cái điều hay nhưng mà nó cũng là một cái điều dở đối với con người của mình, đúng không? Đặc biệt là đối với người Việt Nam của mình. Người Việt Nam của mình thì sao ạ? Coi như là đợi bệnh rồi thì mới can thiệp, mới đi thăm khám, mới đi kiểm tra, và bệnh đôi khi là bệnh đến mức chịu không nổi rồi đó thì mới can thiệp, mới điều trị, chứ còn chịu nổi là vẫn chưa có đi hết cả nhà, vẫn chưa đi, vẫn chưa sợ. Đó là một cái điều chung, một cái quan niệm chung của đại đa số người Việt Nam của mình. Thì ở đây mình dùng á là gan á, gan của mình được xem như là một cái cỗ máy, một cái nhà máy, và cái nhà máy này nó đảm nhận nhiều chức năng lắm, chứ không phải là nhà máy xây lúa thì chỉ có xây lúa thôi, nhà máy sản xuất xi măng thì chỉ có làm xi măng thôi. Nhưng mà đối với gan này á, nó giống như một cái nhà máy, nhưng mà nó đảm nhận nhiều chức năng khác nhau lắm, đảm nhận rất là nhiều chức năng khác nhau. Đó là những chức năng nào? Mình biết gan có những chức năng nào không ạ? Những chức năng quan trọng nào không? Đầu tiên đó là một cái nhà máy để xử lý rác thải cho cơ thể của mình, mình biết những cái điều này thì sao cả nhà? Mình sẽ chăm sóc sức khỏe chủ động bằng cách là làm gì để giảm thiểu đến mức thấp nhất có thể, hoặc không có rác thải độc tố đi vô cơ thể của mình. Đó là mình đang giúp đỡ cho sức khỏe, cho lá gan, mình đang bảo vệ, bảo tồn cho lá gan của mình đó. Do đó một trong những chức năng quan trọng đầu tiên của lá gan, đó chính là xử lý rác thải
xử lý rác thải của cơ thể của mình. Cái rác thải này nó ở đâu có ạ? Ngay chính những cái phản ứng chuyển hóa trong cơ thể của mình, ví dụ như là tế bào hồng cầu hay bất kỳ tế bào trong cơ thể của mình đó, thì nó phải có cái chu kỳ thói quen, chứ không có tế bào nào sinh ra mà tồn tại mà sống hoài chứ. Theo cái chu kỳ đời sống của nó là nó sẽ thói quen tức là nó sẽ chết đi đó. Như vậy thì gan là cái nhà máy này sẽ xử lý, sẽ chuyển hóa như thế nào đó, mọi thứ trong cơ thể, mọi sản phẩm chuyển hóa trong cơ thể của mình nó sẽ chuyển về cái dạng như thế nào mà nó dễ hòa tan trong nước nhất, để mà sau đó đưa theo một cái đường ống đi ra ngoài, đó là đường thận, đúng không ở nhà đó. Hay là mình ăn một miếng thịt vô đi đó, mình ăn một miếng thịt, một cái trứng gì vô, đúng không ạ, là mình đang đưa chất đạm. Chất đạm đúng không, là những mình gọi là protein đó, rồi cơ thể mình nó xử lý chuyển hóa thành những cái dạng axit amin gì đó vân vân cho cơ thể mình sử dụng. Một cái sản phẩm, một trong những cái sản phẩm của quá trình thói quen chuyển hóa cái đạm, cái cục thịt mình ăn vô đó là rác của cơ thể của mình, mà mình hiểu nó chính là UV á. UV nãy giờ mình có nghe đúng không, là một cái sản phẩm của cái cơ thể của mình khi mà nó chuyển hóa đạm, chuyển hóa đạm ở ngoại sinh từ bên ngoài mình vô, thịt cá trứng sữa bên ngoài mình ăn vô, thì để cơ thể mình chuyển hóa thịt cá trứng sữa đó thành một cái dạng dinh dưỡng, phân dạng phân tử dinh dưỡng nhỏ nhất, cũng như là chuyển hóa những cái axit amin đó về cái dạng mà gọi là năng lượng luôn cho tế bào của mình đó. Thì cái quá trình nó phải để lại những cái sản phẩm mình được mình hiểu nó là rác của cơ thể của mình, đó chính là gan. Vậy thì cái nhà gan chính là cái nhà máy sẽ xử lý đào thải cái lượng ure này mỗi ngày. Gan là cái nhà máy sẽ xử lý theo cái nguyên lý gì ạ? Chuyển cho các cái chất thải trong cơ thể mình nó về cái trạng thái như thế nào đó mà dễ tan trong nước nhất có thể, để làm chi, để đào thải qua đường thận, bởi vì đường thận là cái đường đào thải lớn nhất của cơ thể của mình. Như vậy thì có thể là mọi thứ mình đưa vô á, hay là những cái chất mà nó giống về qua cái quá trình chuyển hóa cơ thể, không phải chất nào nó cũng là một cái chất sẵn sàng đã để tan trong nước để thải ra ngoài hết, mà anh gan này cũng phải chuyển hóa, anh phải xử lý thì chuyển thành dạng tan trong nước thì mới thải ra ngoài được. Do đó là cái xử lý chất thải này là một cái vai trò rất là quan trọng đối với gan ha. Mà nhà mình hình dung sẽ như thế nào nếu mà gan nó không đảm nhận được cái vai trò chuyển hóa đào thải các cái chất thải của cơ thể mình. Như vậy thì sẽ không thải ra ngoài được, đúng không? Không thải ra đường thận được. Thì mọi thứ nó sẽ ứ đọng, ứ đọng trong cơ thể của mình và gây rối loạn. Rồi đó là gì? Trung hòa axit béo, trung hòa axit thừa, vai trò nó là trung. Cơ thể mình nó là một cỗ máy rất là vi diệu, đúng không ạ? Thiếu thì sẽ hấp thu, sẽ sản xuất, nhưng mà thừa thì cũng phải làm sao đó cho nó về cái trạng thái cân bằng, bằng cách cái cơ chế là ức chế không cho sản xuất, hoặc là bằng cách nào đó trung hòa thải ra để mà làm sao trả về những bất kỳ một cái chỉ số nào trong cơ thể mà nó cũng phải cân bằng hết, chỉ số muối, chỉ số nước, natri, kali, máu, hay là áp suất của máu gì đó, hay enzyme, hay chất đạm, chất đường, chất béo, bất kỳ một cái gì đó nó cũng phải luôn luôn theo cái nguyên lý cân bằng hết. Mà để đáp ứng được cái nguyên lý cân bằng đó thì phải có cơ chế điều hòa. Như vậy thì đối với cái axit béo mà thừa, axit thừa ở trong trong máu của mình thì cũng phải nhờ vai trò của gan chuyển hóa để làm sao cho cái pH. Sorry, cái nhà này là axit chứ không phải là axit béo nha. Axit chứ không phải là axit béo. Tức là gan có đảm nhận cái vai trò cân bằng nội môi. Từ chuyên ngành là cân bằng nội môi, tức là cái môi trường bên trong cơ thể của mình, môi trường máu nó phải ở cái pH cân bằng, trung tính, không có được nghiêng về axit mà cũng không nghiêng được về kiềm. Thì một trong những cái vai trò của gan là nó sẽ trung hòa cái axit thừa trong máu, ở trong máu của mình, để đảm bảo cân bằng nội môi, cân bằng môi trường máu cho cơ thể của mình. Do đó là cái xử lý cái vai trò tính năng xử lý rác thải của gan rất là quan trọng. Mình hiểu được cái điều này thì
Đầu tiên đó là mình ăn sạch uống sạch, đúng không? Mình ăn sạch uống sạch là mình đang giúp đỡ cho lá gan của mình nó bớt gánh nặng đi, cho cái việc xử lý những cái gì bên ngoài mình đưa vô, đúng không ạ? Những gì không sạch bên ngoài mình đưa vô là gan mình nó phải xử lý nữa, mình, nó phải làm việc, nó phải chuyển hóa thì nó mới đào thải, cơ thể mình mới đào thải được. Rồi hóa chất độc tố, những cái thành phần không cần thiết đối với cơ thể của mình, vi khuẩn virus rồi bên ngoài nó xâm nhập vô nữa là gánh nặng cho gan. Rồi thêm gì nữa cả nhà, đây là một cái rất là quan tâm đối với người Việt của mình, đó là việc sử dụng thuốc, đúng không ạ? Sử dụng thuốc nó hơi bị lạm dụng đó, hơi bị bừa bãi hoặc là hơi bị thiếu kiến thức. Và người dân của mình đó là mình thấy một cái tỷ lệ người ta tự làm bác sĩ, tự chỉ định thuốc rất là nhiều luôn, đôi khi toa bác sĩ ra đưa về đó nhưng mà cũng tự ý tự ý đổi thuốc, tự ý cắt giảm hoặc tự ý tăng liều, hoặc là bác sĩ nói là 6 tháng, 3 tháng, 6 tháng là phải đi tái khám để điều chỉnh thuốc lại, nhưng mình sao cầm một cái to uống năm này qua tháng nọ, thậm chí uống 3 năm, 5 năm, 5 năm vẫn một cái to như vậy. Người ta cứ mua uống, mình sẽ gặp rất là nhiều những cô chú thuộc cái nhóm bệnh mãn tính là tim mạch và tiểu đường, thì một người cầm một cái to thuốc đi uống 3 năm, 5 năm là chuyện rất bình thường. Khi cả nhà mình có đứng ở nhà thuốc thì mình sẽ phát hiện ra cái điều này. Và đó là một trong những cái điều đã làm hủy hoại, đã tổn hại cái sức khỏe của lá gan mình rất là nhiều, bởi vì thuốc chính là đâu phải là thực phẩm đâu cả nhà, mà thực phẩm không sạch thì gan mình nó cũng phải lọc, phải xử lý. Như vậy thuốc chính là độc tố, là rác thải đối với cơ thể của mình đó. Mà nó có một cái như thế này, cái thuốc mình uống vào á, thuốc bên bào chế lĩnh vực dược của tụi em đẹp đó, một cái thuốc khi uống vào đòi hỏi nó sẽ tan trong lipid, biết không? Nó sẽ tan trong lipid, tức là tan trong mỡ, tại vì tan trong mỡ thì nó mới hấp thu được, mới đi qua màng tế bào được. Nhưng mà khi một cái thuốc mà nó rời khỏi cơ thể của mình, bắt buộc nó phải tan trong nước, tại vì thuốc thải 90% qua từng thận, mà thận là đường nước tiểu. Như vậy một cái chất gì đó mà nó muốn theo nước tiểu ra ngoài thì nó phải tan trong nước. Như vậy nó có một cái nghịch lý, một cái thuốc mình uống vô thì yêu cầu nó phải tan trong dầu, nhưng khi thải ra ngoài thì nó phải tan trong nước. Như vậy cái gì để chuyển hóa từ một cái chất tan trong dầu thành chất tan trong nước để thải đây, thì đó chính là nhiệm vụ của lá gan mình. Gan mình nó sẽ làm nhiệm vụ làm sao để chuyển, để biến đổi một cái thuốc, một cái chất không có tan trong nước, chỉ tan trong dầu thôi hoặc là rất ít tan trong nước, chuyển thành một cái chất là rất tan trong nước thì nó mới thải ra ngoài được. Như vậy thì khi mình sử dụng thuốc càng nhiều thì đồng nghĩa với việc là mình bắt gan mình nó phải làm việc nhiều hơn nữa, nó phải 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 đào thải, phải chuyển hóa, phải đào thải, làm việc nhiều hơn nữa. Rồi nhà mình hình dung như này ha. Như vậy thì sống trong cái thực trạng bây giờ, nhà mình thấy là thức ăn thức uống của mỗi mỗi ngày của mình có ai tự tin đó là chuẩn sạch không ạ? Mình không có tự tin mà rõ ràng, đúng không? Phân bón gì, hóa chất gì, thuốc men gì, chất bảo quản gì, rồi độc chất gì trong cái thức ăn rau củ quả thịt cá mình ăn mỗi ngày, đúng không ạ? Như vậy thì cái gì giúp cơ thể của mình để mà đào thải ra, đó là gan, Vậy mình hiểu được cái điều này thì mình cần nhận thức lại để làm sao ạ? Mình chọn lọc, những cái gì sạch để mình đưa vô cơ thể của mình, còn hạn chế tối thiểu những cái gì gọi là hóa chất độc hại, là thuốc men đưa vô cơ thể của mình. Để có đi nữa mình làm sao đây. Rồi cái vai trò về xử lý và thải các chất trong cơ thể của mình là cả nhà mình hình dung ha, một cái chức năng rất là quan trọng của gan đó. Cái thứ hai và nói về cái xử lý rác thải này nè, chia sẻ thêm cả nhà mình điều này nè. Khi mà người ta làm một cái nghiên cứu đó, ví dụ như là người ta làm một cái nghiên cứu để nhận định về cái chức năng mà thanh lọc xử lý rác thải này của gan từ những cái gì gọi là bên ngoài, mình đưa, là người ta sẽ lấy máu ở cái vị trí là hệ thống tĩnh mạch cửa trước gan, tức là lấy máu ở cái vị trí mà cái tĩnh mạch
nó chưa có đi qua gan á, tức là trước gan á, từ ruột tới tới chạm tới gan thôi chứ chưa đi qua gan. Thì khi người ta lấy máu ở đây là cái thứ nhất, cái thứ hai là người ta lấy một cái mẫu máu ở trong vòng tuần hoàn, tức là ở trong cơ thể, tức là cái mẫu máu này nó sau khi nó đã đi qua gan rồi, được gan xử lý rồi, nó đi vào trong cơ thể của mình á, thì hai cái mẫu máu này người ta thấy có một sự khác biệt. Đó là gì vậy? Cái mẫu máu lấy trước khi tới gan á, trước khi đi qua gan á, thì chứa rất là cái vi sinh vật, vi khuẩn, virus. Còn cái mẫu máu lấy ở trong tuần hoàn, tức là sau khi đã gan lọc rồi á, thì cái mẫu máu rất hiếm, rất là hiếm có vi sinh vật, tức là rất là hiếm có vi khuẩn, virus. Thì cái điều đó nó nói lên cái vai trò chức năng của gan là thanh lọc, đào thải, và đặc biệt là có thêm một chức năng đó là bắt giữ, loại trừ những cái vi sinh vật, tức là vi khuẩn, virus nấm. Và người ta phát hiện ra ở cái hệ thống đại thực bào đó, tức là những cái tế bào miễn dịch đó, ở gan đó, nó có cái vai trò làm sạch cái dòng máu khi mà đổ qua gan, từ hệ thống ruột của mình đó, đổ qua gan. Như vậy thì gan nó sẽ bắt, nó sẽ làm sạch, nó sẽ giữ lấy, nó loại trừ được những cái vi sinh vật đó, nên cái dòng máu đi vào trong cơ thể của mình, tuần hoàn đi vào trong cơ thể của mình, nó sẽ sạch, nó sẽ sạch. Thì đó cũng là một trong những cái thông tin liên quan về chuyên môn, người ta có những nghiên cứu để người ta nhận định được cái vai trò tầm quan trọng về thanh lọc của gan như thế nào. Rồi một cái vai trò thứ hai đó là vai trò về tính năng dự trữ hay nào. Thì gan là cái nơi sẽ dự trữ một số vitamin, biết gan có thể dự trữ những cái vitamin tan trong dầu, A, D, những cái nhóm vitamin tan trong dầu, rồi một cái khoáng chất nữa đó là dự trữ về sắt, và làm một cái nhà máy dự trữ, là một nhà máy dự trữ cũng như sản xuất năng lượng cho cơ thể của mình, đó là luco, đường luco á, đường luco á, dùng không ạ? Tức là khi mình ăn vô nè, thức ăn vô và hấp thu vào cơ thể mình, cái dạng đường luco này ở trong máu đúng không, đường trong máu tăng cao lên, thì lập tức những cái đường trong máu này nó sẽ được vận chuyển về gan, nó được vận chuyển về gan và nó chuyển về cái dạng dự trữ có tên là glycogen. Cái đường ở trong máu nè, đường trong máu nó lơ lửng trong máu là dạng glucose đó. Thì thế thì đường trong máu mình đâu cao được nha. Đó. Như vậy thì một trong những cái cơ chế để làm giảm đường là gì, đường này nó sẽ chuyển về cái dạng glycogen và được dự trữ ở gan. Do đó gan có nhiệm vụ là dự trữ đường. Rồi khi đường trong máu mình giảm xuống thì sao, thì gan nó nhả cái dạng glycogen này trở thành dạng glucose vô trong máu cho mình đó, để cân bằng nâng cái đường lên khi mà mình chưa có kịp ăn uống gì đó, đường trong máu mình bắt đầu nó thiếu hụt, nó giảm rồi, thì gan bắt đầu nó trả cái đường glucose này lại vào máu. Và khi mà nó không, cái dạng dự trữ này nó không đủ nữa, thì gan nó làm một cái nhiệm vụ nữa, làm một cái nhiệm vụ đó là sản xuất đường luôn, tổng hợp đường bằng cách là gì cả nhà, nó sẽ lấy những cái chất dự trữ, những cái axit amin, những cái axit béo dự trữ ở trên cơ thể của mình, đem về gan, và gan nó tạo ra, đưa ra. Do đó là mình thấy nãy giờ mình nói là mình hình dung là gan có nhiều cái vai trò tính năng chưa ạ. Như vậy nói về tính năng dự trữ là dự trữ chính về các cái vitamin, khoáng chất và sắt, cũng như là dự trữ về về đường về đường rồi. Một cái tính năng thứ ba đây, đó là sản xuất các cái nhà, cái vai trò sản xuất, gan có cái vai trò là sản xuất. Đó là thứ hai, và thứ ba mình nói là về sản xuất, thì gan nó sẽ đảm nhận cái chức năng sản xuất cái gì vậy? Sản xuất về dịch vật, dịch mật, nhà mình nghe nói gan mật đúng không? Dịch mật này nè, sẽ đổ xuống cái ruột của mình, đổ xuống cái ruột non của mình, để mà nhũ tương hóa chất béo, tức là chất béo mình ăn qua ăn từ bên ngoài, ăn vô á, tới đường ruột á,
để mà tiêu hóa hấp thu được cái dạng chất béo đó thì phải có cái dịch mật này nè đổ đổ xuống ruột ha, thì mới mới tiêu hóa được chất béo. Thì nhiệm vụ của gan là sản xuất ra dịch mật, sản xuất ra dịch mật đó, và để sản xuất ra dịch mật này là gan nó sẽ lấy những cái cholesterol, tức là lấy những cái axit béo đó, những cái chất béo đó, ở trong cơ thể của mình di động về gan và nó chuyển hóa thành cái dạng dịch mật này, rồi còn sản xuất cholesterol là sản xuất mỡ. Đây là một cũng là một gan cũng là một cái nhà máy tổng hợp sản xuất mỡ cho cơ thể của mình. Cholesterol rất là quan trọng đó nha. À, mình sẽ cơ thể mình sẽ có được từ hai nguồn, một là bên ngoài mình ăn vô gọi là ngoại sinh, ngoại sinh, và thứ hai là do gan tổng hợp gọi là nội sinh, là nội sinh. Đó là lý do mình cũng có thể lý giải một số cô chú anh chị á, mình không có thích ăn ba chất béo, tức là rất ít chất béo từ ngoại sinh bưu vô, vẫn 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 gì à? Vẫn bị tăng mỡ máu đúng không ạ? Vẫn bị dư cholesterol ở trong máu. Nó này là liên quan về cơ chế nội sinh, liên quan về cơ chế tổng hợp mỡ nội sinh, chứ không phải là một cái người á không ăn dầu mỡ, không ăn chất béo bên ngoài thì sẽ không bị mỡ máu, không bị mỡ nội tạng. Đó. Và một cái người đã bị mỡ máu, mỡ nội tạng thì khi kiêng kiêng cái chất chất béo mỡ, dầu mỡ ngoại sinh bên ngoài không đồng nghĩa với cái việc là nó sẽ kiểm soát hoàn toàn, nó sẽ làm giảm cái mỡ máu hoàn toàn được, tại vì nó chỉ một phần thôi, ngoại sinh một phần và còn có cơ chế nội sinh nữa. Còn cái cơ chế nội sinh này của gan là cái nơi sản xuất cholesterol, cholesterol rồi các cái enzyme nữa, sản xuất ra các cái enzyme rồi sản xuất ra các cái protein, ví dụ như albumin chẳng hạn, là một cái thành phần rất là quan trọng cho máu của mình. Nhiệm vụ những cái protein đó là vận chuyển các chất trong cơ thể của mình, vận chuyển thuốc, ví dụ thuốc mình uống vô đó, cả nhà mình biết đó, là có những cái thuốc đó, nó phải có chất chuyên chở, thì những cái chất chuyên chở đó là nhiệm vụ của anh gan sản xuất ra đó. Hoặc là những cái protein, những cái chất chuyên chở những cái dinh dưỡng trong cơ thể của mình, ví dụ như là cái protein để chuyên chở những cái phân tử mỡ, tử lipid ở trong máu đó, thì cũng nhiệm vụ là do gan tổng hợp, gan gan sản xuất ra. Rồi gan nó sẽ ra những cái thành phần để mà những cái protein để mà chuyển hóa, để mà tạo phức tan trong nước của những cái chất để mà thải ra ngoài, ví dụ như thuốc nè, hay là sản phẩm thối giáng của tế bào hồng cầu này, đó, hay là axit uric đồ nè, hay là thối giáng của đạm nè, vân vân. Tức là sẽ cần có những cái thành phần protein nó gắn vô để biến cái chất đó thành một cái dạng tan trong nước dễ hơn thì mới thải ra ngoài được. Thì cái nhiệm vụ để sản xuất ra những cái protein có nhiệm vụ tạo phức với các chất để thải ra ngoài đó là nhiệm vụ của gan. Đó mình gọi chung là cái nhiệm vụ sản xuất và cái nhiệm vụ những protein cho cơ thể của mình. Rồi gan này nó còn tổng hợp ra những cái yếu tố đông máu nữa, yếu tố đông cầm máu, yếu tố tham gia vào cái quá trình đông cầm máu, vân vân, nó còn nữa những cái nhầm. À, như vậy thì ở đây để mình hình dung đó là gan á, ở đây mình thấy nó có ba cái nhà máy, có ba cái nhà máy đảm đảm nhiệm, có chức năng của ba cái nhà máy, với chức năng của ba cái nhà máy này là khác nhau. Là một nhà máy, tức nhà 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 máy tức là mình hình dung cái công suất á, cái công suất nó lớn như thế nào á, chứ không phải là nhỏ lẻ. Nhà một cái nhà máy xử lý rác thải, một cái nhà máy dự trữ các chất, và một là một cái nhà máy sản xuất tổng hợp các chất cho cơ thể của mình. Để mình hình dung về cái vai trò cực kỳ quan trọng của lá gan của mình, lá gan của mình. Đó, không cả nhà. Vậy thì mình biết điều này thì mình phải yêu thương cái lá gan của mình. Mà một trong những cái cách yêu thương đơn giản nhất nhưng giúp đỡ nhất cho sức khỏe lá gan của mình đó là mình đưa cái gì vô cơ thể mình nó sạch là đầu tiên. Cái gì đó vô cơ thể mình sạch là đầu tiên.
Cái thứ hai là hạn chế tối thiểu bất khả kháng mới dùng đến thuốc, mới dùng đến thuốc. Một cái thuốc cho dù nó không có gây tác dụng phụ ngay chính tại gan, ngay chính tại thận thôi, thì nhiệm vụ của anh gan nó cũng bị là phải làm việc hơn bình thường, đúng không? Nó phải làm việc hơn bình thường. Bình thường mình ăn uống lành mạnh, ăn uống sạch thì gan nó vẫn phải làm việc để thanh lọc, nó đào thải các cái chất chuyển hóa bình thường trong một cái cơ thể khỏe mạnh. Nhưng khi á mình ăn thức ăn nước uống bên ngoài mà nó không sạch, có những cái virus vi khuẩn, có những cái hóa chất, có những cái độc tố đó, thì gan mình nó thêm làm việc thêm nữa, nó gánh nặng thêm nữa, thì nó mới thanh lọc đào thải được. Rồi mình đưa thuốc vô nữa, đúng không ạ? Mình đưa thuốc vô nữa thì một là nó sẽ làm việc nhiều hơn nữa, cái nhất. Cái thứ hai là nó phải chịu luôn những cái tác dụng phụ ngay chính trên nó luôn, tại vì sẽ có những cái thuốc đó phá hủy ngay chính cái tế bào gan luôn, cái chức năng của gan mình luôn. Và mình nhìn lại thực tế thực trạng trong cái cuộc sống mình ngày hôm nay, có phải là thực phẩm bẩn mỗi ngày không ạ? À? Có phải mình áp lực mỗi ngày không? Mình căng thẳng stress là mình ảnh hưởng đến sức khỏe của lá gan của mình. Rồi, gì nữa, có phải mình thuốc rất là nhiều không ạ? À? Tại vì ngày nay á, là bệnh bệnh mãn tính rất là nhiều, đúng không ạ? À? Mà bệnh mãn tính theo cái phương thức hiện đại, khoa học hiện đại của mình là gì, gọi là Tây y á, là điều trị là bằng gì? Là bằng thuốc, là bằng thuốc, đúng không ạ? À? Như vậy thì người ta bệnh mãn tính, ví dụ bệnh huyết áp nè, coi như là bệnh, hai bệnh này là theo y học hiện đại thì không có trị dứt được, tức là phải sống chung với bệnh và phải dùng thuốc để làm sao để cho đường hay là huyết áp của mình nó nằm trong cái giới hạn cho phép, nó đừng có vượt ngưỡng, để đừng xảy ra, đừng có xuất hiện biến chứng, đúng không ạ? Như vậy thì người ta phải uống thuốc đó mỗi ngày. Rồi khi có một đợt cảm cúm hoặc là một cái bệnh gì đó, thêm một cái thuốc cho cái đợt cảm cúm hoặc cái bệnh cấp tính, một cái viêm nhiễm gì đó nữa, là vô hình chung là mình lại uống thuốc thêm nữa rồi. Vậy thì mình lại gánh nặng cho gan mình tiếp tục. Đây là một cái điều mà em điệp rất là quan tâm luôn á, tại vì mình khi mình học bên lĩnh vực về thuốc á thì mình hiểu được cái sự cái vai trò của gan thận trong cái việc mà nó phải đào thải thuốc như thế nào, rồi nó phải gánh chịu tác dụng phụ của thuốc như thế nào đó. Và cả nhà mình vô mới, khi mà chức năng của hai cái cơ quan là chuyển hóa các chất và đào thải các chất trong cơ thể của mình, đó là gan thận, mà nó suy giảm chức năng một cái là mọi thứ trong cơ thể của mình nó sẽ suy sụp theo luôn. Rồi, như vậy thì những cái góc độ này ha, với một cái thông điệp là muốn nhắn gửi đến cả nhà mình đó. Sống trong một cái thực trạng ngày hôm nay thì mình phải có nhận thức rõ ràng mình đang sống trong thực trạng thực phẩm bẩn, thì mình phải sống chung rồi. Vấn đề là mình phải có cách, đúng không ạ? Mình phải có cách gì đó, mình phải có giải pháp gì đó, và mình phải có kiến thức gì đó, để mình bảo vệ sức khỏe của mình, và cụ thể nhất là phải bảo vệ được cái lá gan của mình, bởi vì nó đảm nhận rất là nhiều những cái vai trò quan trọng vào cơ thể của mình. Rồi song song đó thì mình phải giúp đỡ giáo dục cho cái người khách hàng của mình, để nếu không á, cái người khách hàng của mình á, họ có vấn đề của họ, họ có vấn nạn sức khỏe của họ, họ dùng dinh dưỡng rồi đó, họ chịu dùng những cái bộ sản phẩm của mình rồi đó, nhưng mà đâu đó hàng ngày họ còn rất là nhiều thứ, rất là nhiều thứ trong cái cách ăn uống, trong cái cách sinh hoạt, trong cái đời sống tinh thần của họ, họ chưa nhận thức được, họ chưa loại trừ được đó, thì họ cũng không thể nào khỏe được, đúng không ạ? Và đồng nghĩa với việc là mình chăm sóc chưa có thành công cái ca đó. Do đó là mình cần trang bị thêm về chăm sóc sức khỏe tổng quát toàn diện, để mà mình định hướng, mình giáo dục cho cái người khách hàng, và mình dùng một cái từ đúng luôn là cái từ giáo dục như thế nào. Giáo dục không phải là dạy, mà là mình giúp người ta nhận ra, nhận thức ra, hiểu đúng hơn, hiểu chuẩn xác hơn đó, về cái chăm sóc sức khỏe của mình. Rồi, đến đây mình được chia sẻ thêm về một cái cách thức để mà mình, nó rất là dân gian thôi, nhưng mà nó sẽ giúp mình chăm sóc, hỗ trợ được cái lá gan của mình. Và
Ở đây mình vẽ lại một cái lá gan tiếp tục. Mình vẽ lại một cái lá gan tiếp tục. Con này to quá, hai mảnh luôn. Gan. Quá giờ không nghe MC mỹ nữ Dạ chưa rồi. lãnh đạo ơi, còn nhiều thời Mình gian lắm. đi, mình đi chậm 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 chậm. Mệt. Như là mình đang đã về hệ tiêu hóa rồi, ok rồi, mình sẽ tìm hiểu một vài cái thông tin rất là hay của gan nữa đó, và để mà thanh lọc, để mà thanh lọc đào thải các chất cặn bã của cơ thể của mình đó, để chuyển hóa về cái dạng mà dễ tan trong nước nhất, để mà thận, thận là cái cơ quan sẽ thải ra ngoài, gan là xử lý, là chuyển hóa, là biến đổi các chất để làm sao mà chuyển thành cái dạng là không không có độc hoặc là ít độc rồi tan trong nước, và nhiệm vụ sau cùng đó là thận, cơ quan thận là cái nhiệm vụ sẽ đào thải ra ngoài. Chính vì vậy thì gan nó có cái khả năng đó là thanh lọc đâu đó là khoảng 6 lít máu trên giờ, trên 1 giờ, tức là cái sự tuần hoàn máu qua gan nó liên tục liên tục liên tục liên tục, và khi mình tính trong cái thời lượng thời gian là 1 giờ thì đâu đó trong 1 giờ gan nó thanh lọc đâu đó khoảng 60 lít máu, tức là cái dòng máu nó sẽ liên tục tuần hoàn gan, và mỗi một cái dòng máu đi qua gan thì sẽ gan được thanh lọc, làm sạch, lọc sạch đi, lọc sạch, làm sạch cái dòng máu cho cái cơ thể của mình. Và chính chính cái gan này nó cũng có một cái lượng máu được dự trữ đâu đó khoảng gần nửa lít máu. Nó rồi. Sorry cả nhà, ở đây mình sẽ có một cái giải pháp, một cái cách thức mình chăm sóc để mình hỗ trợ cho chức năng thanh lọc, cái hỗ trợ cho cái chức năng thanh lọc, cái chức năng làm việc của gan á, nó thuận lợi hơn, nó hiệu quả hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Tức là mình đang đang nói về cái nguyên lý, nguyên lý, và từ đó mình có cái cách thức, một trong những cách thức để mình hỗ trợ, mình giúp đỡ cho chức năng gan nó làm việc nhẹ nhàng và thuận lợi hơn. Và một trong những cái nguyên lý đầu tiên khi mà mình điều trị những vấn đề định bệnh lý liên quan về gan, khi tức là khi mình bệnh lý liên quan về gan á, bất kỳ bệnh lý gì không cần biết mà liên quan về gan, thì cái nguyên lý đầu tiên, nguyên lý đầu tiên để trong cái điều trị đó là phải bảo tồn nó, bảo tồn tức là giảm gánh nặng cho nó, giảm cái áp lực làm việc cho gan, và đó là lý do nhà mình để ý những người bị bệnh về gan, nhất là bị viêm gan, viêm gan do virus đó, tức là virus viêm gan B, C rồi đó, cả nhà mình có nghe đúng không? Thì những trường hợp viêm gan như vậy đó, thì mình thấy đó là trong cái phác đồ điều trị đó, có khi là không có viên thuốc nào hết, không có viên thuốc nào hết, hoặc là rất là ít thuốc luôn. Nhưng mà người dân mình sẽ không hiểu cái điều này, họ đôi khi họ còn đi đổi bác sĩ đúng không, họ sẽ đổi bác sĩ, nói bác sĩ này không biết điều trị, không có cho thuốc men gì hết trơn á.
là đi kiếm bác sĩ khác để mà cho thuốc men, tại vì đang nói viêm gan ABC các thứ nên 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 họ lo lắng khi mà không có thuốc điều trị. Nhưng mà cái nguyên lý đầu tiên khi điều trị gan đó là phải bảo tồn cho gan, tức là phải phải giảm gánh nặng, giảm làm việc cho nó, mà một trong những cái cách giảm đó là không cho nó sử dụng, là đang giúp đỡ, là đang bảo tồn nó trước đó. Như vậy á, thì mình để ý ha, nhà bà con mình để ý là thấy có đúng vậy không ạ? Những người đi bị bệnh về gan là rất ít thuốc và bác sĩ sẽ dặn rất là kỹ cô chú về không được tự ý dùng thuốc, không được tự ý dùng thuốc, kể cả những cái thuốc mà đơn thuần hàng ngày thôi không tự ý dùng luôn. Tại vì mình khi mình dùng vô là mình bắt gan nó làm việc nhiều hơn, mà trong khi mình đang đang điều trị mà đó, để giúp đỡ nó trở lại, mà để nó phục hồi thì phải cho nó nghỉ ngơi, đừng có bắt nó làm việc nhiều. Còn khi mình uống thuốc vô là mình đang bắt nó làm việc nhiều rồi, làm sao mà nó có cơ hội phục hồi đó. À, mình hình dung được cái điều này nó rất là quan trọng, và thực tế mình cũng gặp rất là nhiều luôn. Do đó đôi khi á, mình gặp bà con mình á, dùng thuốc ở nhà mình thấy rất là lo luôn, rất là lo luôn, mà cũng có những trường hợp mình không biết cách nấu làm sao để mà giúp người ta có thể rời bớt thuốc, tại vì có những thứ sử dụng thật sự là không cần thiết chút nào hết, không cần thiết chút nào hết, đưa vô là bắt gan nó phải làm việc rồi. À, như vậy thì nó sẽ suy yếu. Và nhà mình thấy có những cái trường hợp á, gan với những cái đặc điểm như mình nói ban đầu, một là không có tế bào thần kinh nè, thứ hai là có khả năng tái tạo lại nè, khi nó bị tổn thương nó bị mất đi nè thì gan nó có khả năng tái tạo lại. Như vậy thì mình không phát hiện được, mình không nhận thức được, nên mọi thứ mình cứ tác động vào gan, đúng không ạ? Mình cứ viêm nhiễm vào gan thì tới một lúc á thì nó bùng triệu chứng lên, thì đúng đó là lúc mà gan nó đã mất đi cái khả năng tái tạo, mất đi cái khả năng phục hồi của nó rồi, và khi đó nó ra cái triệu chứng rồi. Thì thường mình sẽ thấy thực tế rất là nhiều ca ở bên ngoài đang rất là khỏe mạnh, ăn uống sinh hoạt lao động làm việc rất bình thường luôn, thần thái rất bình thường thôi, nhưng mà một ngày đẹp trời thì sao ạ, tự nhiên sao có những cái triệu chứng liên quan về rối loạn tiêu hóa. Ví dụ như họ có cái triệu chứng về tiêu chảy liên tục chẳng hạn, rối loạn tiêu hóa liên tục chẳng hạn, thì lúc này họ mới đi thăm khám và lúc này sẽ được chẩn đoán là gì ạ? Xơ gan, đúng không? Xơ gan mức độ 1, 2, 3 gì đó. Và khi bước vào cái chữ xơ rồi á, thì thật sự tiên lượng sẽ tính bằng tháng thôi nha cả nhà, tuần tháng thôi, và mình thấy người này suy sụp rất nhanh luôn, suy sụp rất nhanh luôn, không không làm gì kịp luôn, tức là nó gan nó đã tổn thương, nó đã chết và mất cái khả năng phục hồi. Nhưng mà tại sao những cái giai đoạn trước đó nó không có biểu hiện gì, mình vẫn sống, mình vẫn khỏe mạnh, mình vẫn ăn uống, mình vẫn làm việc bình thường, bởi những đặc điểm quan trọng của gan mà nãy giờ mình nói đó đây nè. Rồi ở đây mình mà em Điệp đang nói về một cái nguyên lý về cái lưu hành, cái vận chuyển, cái lưu thông của những cái tế bào máu ở trong cái mạch máu của mình đó, trong cái mạch máu của mình, mà nó liên quan tới cái tính năng thanh lọc của gan. Thanh lọc của gan thì có một cái sự mô phỏng về cái mạch máu, và mạch máu ở đây là mình hình dung nó là mao mạch. Mao mạch tức là những cái nhánh li ti li ti á, nhà mình thấy nhánh li ti mạch máu nhỏ 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 mà nó ẩn trên da của mình á, thì cả nhà mình hình dung đó là những mao mạch. Mao mạch thì những cái mao mạch này á thì nó sẽ dẫn máu đi vào hệ thống động mạch, đúng không ạ? Để mà đưa vào tim, rồi tim mình nó sẽ co bóp tống máu đi khắp cơ thể của mình, hoặc là các mao mạch này nó sẽ dẫn máu, gọi là máu mà chưa có được làm sạch đó, ở ngoại biên á, vận chuyển các chất ở ngoại, chất thải ở ngoại biên á đổ về hệ thống tĩnh mạch, hệ thống tĩnh mạch, rồi cái hệ thống tĩnh mạch này thì lại đưa về gan, gan làm cái nhiệm vụ thanh lọc, thanh lọc đó. Nhà mình hình dung một cái con đường đi như vậy, được không ạ? Như vậy thì cái hệ thống mao mạch này, nó mao mạch nó nhỏ, nó li ti, nó nổi lên trên cái da của mình thấy được đó. Và cái hệ thống mao mạch này á, nó sẽ rất là dễ vỡ, nhưng mà nó cũng rất là dễ hình thành tái tạo trở lại. Chỉ có hệ thống động mạch và hệ thống tĩnh mạch thì không thể vỡ, không thể đứt đó, không thể hẹp, bởi vì nó vỡ nó đứt nó hẹp rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Nhà mình nghe động mạch và tĩnh mạch
Vậy thì đây là một cái mau mạch, một cái mau mạch. Và nãy mình nói mau mạch á, thì nó sẽ có cái đường kính rất là nhỏ, đường kính rất là nhỏ nhỏ, thì tôi thấy khoảng 5 đến 8 micromet đó. Và trong cái hệ thống mau mạch này á, thì mình có động mạch, tĩnh mạch đó. Động mạch tức là cái những cái hồng cầu, nó giống như những cái hồng cầu, nó sẽ vận chuyển chất dinh dưỡng đó, cho các tế bào, hoặc là ngược lại, một cái chiều ngược lại, đó là theo hệ thống tĩnh mạch. Theo hệ thống tĩnh mạch thì vận chuyển các chất ngược lại để mà đưa về gan thanh lọc đào thải. Như vậy á, thì ở đây nó có cái câu chuyện á, là cái giống như là cái kích thước của hồng cầu này á, nó lại to đâu đó khoảng 7 đến 8 micromet. Mình thấy cái kích thước của hồng cầu thì to, nhưng mà cái lòng của cái mạch á, cái lòng của cái mao mạch của mình á, thì nó nhỏ, hoặc đâu đó nó tương thích luôn, hoặc đâu đó nó tương thích luôn. Cái nhà mình hình dung không? Như vậy á, thì thông qua cái đặc điểm, cái nguyên lý này á, thì để giúp đỡ cho cái chức năng thanh lọc của gan á, thì mình sẽ có cái cách chăm sóc gan, đó là mình làm ấm cơ thể của mình lên, làm ấm gan lên, làm ấm gan, làm ấm cơ thể của mình lên. Qua cái dân gian của mình hay làm, là người ta hay làm cái chườm á, chườm gan, chườm nóng gan á, cả nhà mình có nghe không ạ? Chườm nóng gan, đúng không? Chườm nóng gan. Thì tại vì mình thấy là mỗi giờ có 60 lít máu nó sẽ tuần hoàn qua gan, tức là những cái tế bào máu, những cái tế bào hồng cầu á, nó sẽ tuần hoàn qua gan liên tục, liên tục, liên tục. Như vậy thì khi qua cái động tác đó, làm ấm gan, qua cái động tác làm ấm gan của mình á, thì những cái tế bào hồng cầu này nó cũng làm ấm lên, được làm ấm lên. Đồng nghĩa với việc là cái sự luân chuyển, di chuyển của nó trong lòng mạch máu á, nó sẽ thuận lợi hơn, nó linh hoạt hơn. Ở nhất thứ hai là những cái hệ thống mạch máu của mình nó có sự co giãn, có sự giãn nở tốt hơn. Tức là thông qua cái động tác mình giữ ấm cơ thể, và đặc biệt là giữ ấm cho gan. Giữ ấm cho gan thì mình đang giúp giúp cho gan của mình nó làm việc thuận lợi hơn, nhẹ nhàng hơn đó. Và thông qua cái việc chườm hoặc là làm nóng, làm ấm gan này á, thì ví dụ như mình thấy là mọi người hay dùng cái gì, cái túi mà mình rang muối á, đúng không? Mình rang muối, mình cho vào một cái túi vải, đúng không? Rồi mình chườm lên gan của mình, là ở cái vị trí dưới cơ hoành, ở bên phải của mình, tay phải của mình, ở hạ sườn phải, hạ sườn phải, đúng không? Hoặc là những cái chai nước ấm, đúng không? Túi chườm, túi chườm, hoặc là cái túi chườm. Ngày hôm nay á, thì rất là tiện lợi, thì cái bên thiết bị y tế người ta đã có sẵn những cái túi chườm này rồi, mình ghim vô điện, đúng không ạ? Thì cái túi này được làm ấm lên nè, và mình để cái túi này ngay cái vị trí hạ sườn phải của mình, thì sẽ giúp làm ấm cái lá gan của mình đó. Hoặc là dùng đá nóng, đá nóng đó này trong spa nè, ứng dụng rất là nhiều luôn đó. Hoặc là đèn hồng ngoại, chiếu mình chiếu cái ánh đèn hồng ngoại, đó nha. À, mình chiếu vào cái vùng gan của mình, hoặc là đôi khi có những cái dạng miếng dán nữa, nói chung là bằng cái gì cũng được, đúng không? Dân gian đơn giản bình thường, muốn rang, hoặc là cái chai nước ấm, nói chung là làm sao để mình làm ấm cái vùng gan của mình lên, vùng dưới hạ sườn phải. Thì khi gan ấm lên đó, thì đồng nghĩa với cả cơ thể mình nó cũng tăng thân nhiệt lên, ấm lên. Đó. Tức là mình sẽ tác động nhiệt vô đây, nhiệt vô là mình làm ấy. Thì qua cái tác động như vậy á, thì nó sẽ giúp cho cái mạch máu của mình có cái sự giãn nở nè, những cái tế bào hồng cầu, những cái tế bào máu nó di chuyển trong mạch máu, nó sẽ linh hoạt hơn, nó thuận lợi hơn đó. Và chỉ sau 1 phút mình làm ấm cái vùng gan như thế này á, thì nó sẽ thay vì mình làm buổi tối, sẽ giúp mình ngủ ngon. Ngủ ngon, không biết cô chú anh chị nào mình đã từng làm này chưa?
tại vì nó sẽ kích hoạt cái chức năng của gan tốt hơn, rồi sẽ giúp mình về cái mặt tiêu hóa tốt hơn, tiêu hóa tốt hơn, ăn ngon hơn, ăn tốt hơn, ăn ngon hơn, tiêu hóa tốt thì đồng nghĩa sẽ ăn ngon hơn, rồi thanh lọc tốt hơn, đúng không? Kích hoạt cái chức năng thanh lọc của gan tốt hơn, về lâu dài á mình sẽ cảm nhận qua cái sắc diện của mình là da, da nó sẽ hồng, nó sẽ sáng lên, da nó sẽ hồng, nó sẽ sáng lên, thế nha. Như vậy thì một cái này nó rất là đơn giản, đúng không? Nó rất là đơn giản. Thì cái kỹ thuật dân gian này á, thì đâu đó bà con mình cũng sử dụng rất là nhiều, nhưng mà đôi khi mình cũng chưa có để ý, và mình cũng không hình dung được cái vai trò tầm quan trọng đó đối với sức khỏe, đặc biệt là đối với sức khỏe lá gan. Thì đâu đó thì đối với chính bản thân mình, hay là những thành viên trong gia đình, hoặc là khách hàng của mình á, mình thấy họ có những cái vấn đề sức khỏe nào nó liên quan cần cải thiện đó, thì có thể mình sẽ chịu những cái cách thức, cái cách thức mình có thể vận dụng để mà chăm sóc, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, chứ không phải là lúc nào cũng bệnh và dùng thuốc, bệnh và dùng thuốc. Mình có nhiều cái phương thức, nhiều cái hệ quy chiếu để trợ về sức khỏe. Về góc độ điều trị thì có y học hiện đại của mình là có Tây y, rồi có Đông y, có dân gian, có dinh dưỡng. Tuy nhiên ở mỗi góc độ thì đều có một cái điểm tới hạn, một cái điểm giới hạn, không thể nào bằng một phương thức mà nó giải quyết trọn vẹn hết về sức khỏe cho mình. Đó. Do đó là mình phải có cái nhận thức là kết hợp, phối hợp. Điều quan trọng là kết hợp khi nào và phối hợp cái cách thức ra làm sao. Đó. Thì cái này là phải có thông tin kiến thức, đúng không cả nhà? Rồi, qua đây thì cả nhà mình có cảm nhận đó, cảm nhận về cái chức năng, cái vai trò cực kỳ quan trọng của lá gan, và từ đó thì mình gửi biết ơn, đúng không? Lòng biết ơn, lòng biết ơn đến lá gan của chính mình, một người yêu, một người yêu mà luôn luôn trung thành, luôn luôn chiều chuộng mình, dù mình có đối xử cỡ nào thì lá gan nó vẫn chiều mình hết. Nhưng mà chiều đến mức mà không thể nữa thì lá gan nó sẽ nói chào mi ta đi nhé, nó đi thì mình cũng đi theo, đúng không cả nhà? Do đó là mình phải chăm sóc sức khỏe lá gan, và lá gan là một trong những cơ quan cực kỳ quan trọng của hệ tiêu hóa của mình, ha. Vậy thì mình quay 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 về là cả nhà mình đang dùng ba sản phẩm của Kefo, đúng không ạ? Thế thì mình sử dụng Colos, nè, mình liên quan về cái tính năng thanh lọc đào thải của gan đi. Cái nhà máy đầu tiên, gan là một cái nhà máy xử lý rác thải đầu tiên, thì khi mình sử dụng, cô chú anh chị mình sử dụng Colos, đúng không? Sử dụng sản phẩm Colos thì mình đưa cái gì vô đây ạ? Mình giúp đỡ gan mình về cái gì vậy? Có phải là kháng thể đúng không ạ? Kháng thể mình đưa vô, đúng không? Kháng thể mình sử dụng kháng thể thì sao ạ? Mình sử dụng kháng thể, có kháng thể IgG mình đưa vô, có phải là mình giúp cho cái sức khỏe hệ miễn dịch mình được tăng cường lên không ạ? Mà cái nhiệm vụ của hệ miễn dịch là loại trừ mầm bệnh, loại trừ độc tố, tức là ngoại sinh từ bên ngoài, mình giảm thiểu đến mức cao nhất có thể những cái gì mầm bệnh bên ngoài mình đưa vô, là mình đang giúp đỡ cho gan của mình. Tại vì mọi thứ đi vô trước khi qua gan là gan nó phải làm nhiệm vụ thanh lọc mà. Khi mà những cái dinh dưỡng, những cái gì mà bên ngoài mình ăn uống từ đường ruột á, trước khi vô trong tuần hoàn trong máu của mình á, là nó phải đi ra qua gan, thì gan nó phải thanh lọc đầu vô cả nhà, đầu vô rồi đầu ra là gan nó phải thanh lọc nữa. Như vậy thì khi đầu vô này mình chăm sóc sức khỏe, khỏe hệ miễn dịch mình cách hiệu quả, tức là mình đang loại trừ được cái mầm bệnh bên ngoài mình đưa vô, đúng không ạ? Rồi mình sử dụng lợi khuẩn, mình có lợi khuẩn, mình có chất xơ, mình có chất xơ, rồi mình đang chăm sóc cái hệ tiêu hóa mình khỏe mạnh, đúng không? Hệ tiêu hóa mình khỏe mạnh, lợi khuẩn này nó đang làm sạch cái đường ruột mình mỗi ngày, và hai cái này nó giúp cho đường ruột của mình khỏe mạnh. Mà đường ruột của mình khỏe mạnh thì
Nó chỉ hấp thu những cái gì cần thiết cho cơ thể và nó sẽ loại trừ được những gì không cần thiết đi vô cơ thể của mình. Đó. Như vậy thì mình đang chăm sóc, đang bảo tồn, đang giúp đỡ sức khỏe lá gan của mình. Đúng không? Nó bớt vất vả, nó bớt làm việc cho cái việc là thanh lọc khi mà đi đi vô cơ thể của mình. Đi vô cơ thể của mình. Và nếu mà có nó đi vô được rồi thì gan của mình cũng phải làm việc tiếp để mà thải nó ra ngoài. Đó. Cái đó là mình đang sử dụng colostrum, đúng không ạ? Chưa kể là mình cân bằng các cái nhóm vi chất dinh dưỡng khác nữa, đúng không ạ? Rồi đối với sản phẩm Ringwood thì nhà mình liên quan gì về hệ tiêu hóa? Ringwood thì nhà mình có inulin, cũng có chất xơ, đúng không ạ? Và thế mạnh của Ringwood là trà xanh, là chất diệp lục, cũng là thanh lọc gan, có thế mạnh là thanh lọc cho gan, đúng không ạ? Vậy thì mình đang hỗ trợ, mình đang tiếp tục sử dụng viên thuốc này, đang tiếp tục đang hỗ trợ cho cái chức năng thanh lọc của gan của mình đó. Chức năng thanh lọc xử lý rác thải cho cơ thể của mình. Rồi cái nhà mình sử dụng phít bút thì sao ạ? Ngày hôm nay nha, chúc mừng nhiều cô chú anh chị mình đã có phít bút trong tay, đúng không ạ? Mình sử dụng phít bút thì mình thấy là đặc biệt là đối với trong vòng dung của mình là toàn là nhóm trung niên trở lên không à, thì về thành phần chất đạm đó, chất đạm thì mình phải 2 phần 3 là đạm thực vật. Như vậy khi mình cả nhà mình sử dụng phít bút đó là mình sử dụng đạm thực vật, đúng không? Đạm từ đậu nành đó. À, đạm được phân lập từ đậu nành, đúng không, là đạm đạm thực vật à. Thì khi mà mình đưa cái nhóm đạm đạm sạch, đạm thực vật như vậy á, thì gan của mình á nó sẽ giảm tải được cái quá trình sản sinh ra các cái chất ure nè, các cái chất thải cho cơ thể của mình nè. Rồi như vậy thì cả nhà mình dùng được bộ ba thì sao ạ? Quá lý tưởng cho cơ thể mình đúng không? Vừa tăng sức đề kháng hiệu quả nè, vừa chăm sóc hệ tiêu hóa hiệu quả nè, rồi vừa chống oxy hóa nè, chống độc tố hiệu quả nè, rồi được cân bằng được cái nhóm mà nhóm vi chất dinh dưỡng, rất là nhóm canxi, vitamin, khoáng chất đó. Rồi được cái nhóm sinh năng lượng là nhóm đạm, đúng không, nhóm đạm. Rồi còn còn được collagen đó, còn được những cái axit amin rất là quan trọng nữa, có trong huyết bút nữa. Thì từ từ cả nhà mình, em đều cũng như cả nhà mình cùng trải nghiệm về huyết bút đó, thì mình sẽ cảm nhận về những cái thành phần, những cái nhóm chất dinh dưỡng mà mấy tháng nay từ trước giờ mình chỉ dùng colostrum với dùng trà diệp lục đó, thì mình chưa có. Ví dụ như nhóm đạm này đó, mình chưa có, thì bây giờ dùng huyết bút mình có đạm. Mình chưa có các cái axit amin thì giờ mình dùng huyết bút đang có các cái axit amin rất là quan trọng trong đó. Rồi mình chưa có collagen thì mình dùng thêm huyết bút, mình đang có bổ sung thêm collagen cho mình, đúng không ạ? Vậy thì đó là một cái bộ ba, có thể nói là đang hướng đến trọn vẹn cho sức khỏe của con người mình. Đó là nền móng sức khỏe, đó là sản phẩm Colos, đúng không ạ? Trẻ đó là trà, và đẹp đó là cân bằng, cân bằng về về nhóm chất dinh dưỡng, về vóc dáng, về khối lượng cơ, khối lượng mỡ cơ thể của mình, để hướng đến đẹp, trẻ khỏe đẹp. Thì thời lượng tối ngày hôm nay cũng hơn 9 giờ rồi. Tại đó thì em Điệp sẽ kết thúc phần chia sẻ của mình liên quan về sức khỏe lá gan. Cái này trước giờ mình cũng chưa có những cái buổi liên quan về sản phẩm mình trò chuyện, đúng không nha? Nhưng mà qua ngày hôm nay thì nhà mình có cảm nhận được rằng lá gan của mình cực kỳ quan trọng, không ạ? Và mình phải yêu thương, phải phải bảo vệ, phải bảo vệ nó. Bảo vệ nó trước tiên là hãy cho cái gì đó vào cơ thể mình sạch, đừng có ăn vì, đừng có uống vì mình thấy nó ngon miệng, nó hấp dẫn, mà mình phải ăn, phải chọn hướng đến là sạch cơ thể mình cần. Bởi vì thực tế thực trạng rồi, đúng không cái nhà? Rồi em Điệp xin để lại tiếp theo cái phần giao lưu của cả nhà mình nha.